chứng minh cho tài năng trên đài vô địch của WBO lên lục địa. Rất nặng, tốc độ ra đòn của Genesis là cực nhanh và Su Xiao Tao phải nói rằng này đấu cho chiếc đài vô địch WBC lên lục địa chưa Carlos Castro. Hồi tháng 10 năm 2009 thì Genesis Savania đã liên tiếp là những pha ra đòn ở tốc độ cực cao của Genesis Savania. 62 kg lại là những pha áp sát và dồn ép của Genesis với nhiều cú đánh, theo đó chỉ tầm 2 tới 3 pha ra đòn. Nhanh, tốc độ của trận đấu đã được đẩy lên rất cao. Genesis vẫn đang được duy trì tình huống tấn công, đang dồn được đối thủ vào dây. Đó là những tình huống tìm điểm tấn công của Genesis Chevania. Nhưng pha phản đòn của Su Xiao Tao cũng là rất chất lượng, một cú chắp tốt của Genesis. Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung thì Philippines vẫn là một cường quốc về quyền Anh. Và vừa rồi là một seri đòn rất nặng tới từ Genesis Chevania. Su Xiao Tao đang thủ khá kín nhưng Chevania đang tấn công khá đa dạng. Những pha uppercut của Su Xiao Tao, né đòn rất hay của Genesis. Rất nặng, cả bác sĩ vừa tung ra những đấm khá nặng về phía nhau và ưu thế vẫn đang thuộc về Genesis Savania. Cho tới lúc này thì khả năng phòng thủ của Su Xiao Tao vẫn đang được duy trì. Tuy nhiên bây giờ thì anh đang bị dồn vào dây. Chiến lược chuyên môn là ở mức rất cao giữa Su Xiao Tao và Genesis Savania. Su Xiao Tao vẫn đang rất kiên trì với chiến lược của mình, anh vẫn thủ rất. Trước khi tới với Việt Nam, Genesis Savania đã có quãng thời gian tập luyện cùng với võ sĩ Trần Văn Thảo của chúng ta. Và Trần Văn Thảo nói rằng anh thực sự đã được diện kiến đẳng cấp đích thực của một võ sĩ hàng đầu thế giới ở hạng cân của mình. Nặng của Genesis Savania nhưng Su Xiao Tao thì cũng đã phản đòn phần nào bị khưng lại trong nhịp tấn công của mình. Uppercut tới từ Su Xiao Tao. Và Su Xiao Tao thì cũng rất chủ động với những tính phản đòn của mình. Một cú móc phải chính xác của Su Xiao Tao. Seri 3 bàn tới từ Genesis. Rất hay. Khả năng giao đòn đa dạng của Genesis. Có vẻ như anh đang dần bắt nhịp được với tấn công của Genesis. Bắt nhịp Genesis thì là một vấn đề khá nan giải. Thẳng tay sau chính xác và phản đòn cũng không hề tồi của Su Xiao. Mắc phải rất nặng của Genesis trên hiệp đấu thứ tư. Cú chạm rất nặng. Cơ thể rất giống với rất tay. Cú chạm vào vùng bụng mắc phải quá nặng của Genesis Savania. Thực sự là những tình nhà hiện tại đã ký hợp đồng với Cocky Buffalo. Và hơn những màn của võ sĩ người Philippines này với những sự kiện diễn ra tại Việt Nam. Phản đòn rất hay của Su Xiao Tao cho thấy được sự nguy hiểm của mình với những pha phản đòn. Anh vẫn thủ rất chắc vào lúc này. Đang đứng dưới để cổ vũ cho người bạn của mình. Trần Văn Thảo cùng với Genesis đã sparring với nhau khá nhiều. Một tình huống đấm móc rất nặng đòn. Lại. Quá nhanh. Ở
Áo bây giờ đang gặp nhiều khó khăn hơn. Thể lực của Sushita đột đánh chính xác của Jenny Sisvania. Và một trong số đó là cú móc phải vừa rồi rất nặng. Bây giờ thì Sushita đang bị dồn vào dây. Lực đánh của Sushiotao đã suy giảm rất đáng kể và võ sĩ này đang gặp nguy hiểm. Còn hơn 20 giây nữa cơ để cho Jenny Sisvania dồn một series đòn về phía Sushiotao. Do ngày hôm nay tại ballroom của The Grand Hồ Tràm Street, chúng ta có thể buổi tối ngày hôm nay tại WBO Title Defense Rumble. Sau đó là một cú drop. Trao đổi tung ra những cú đấm rất nặng về và nói rằng hiệu nào về việc chậm lại của cả Genesis và Sushiotao. Bây giờ thì Sushiotao cũng tấn công liên nhưng vừa rồi lại là một pha. Ladies and gentlemen, after 8 rounds of boxing, we now go to the scorecards, and here are the score totals. All three judges have scored the bout unanimously 79-73, declaring your winner by way of unanimous decision. He now adds another victory in his illustrious campaign in the ring. Ladies and gentlemen, put your hands together for Genesis!